Vâng, xin chào tất cả các bạn. Trong clip này thì tôi muốn giới thiệu và gửi đến các bạn một cái bài thuốc của người dân tộc Dao chúng tôi. Và cái bài thuốc này ngày trước tôi cũng đã lên nương, tôi tìm và có một cái video về cái bài thuốc này rồi. Thì hôm nay tôi tiếp tục làm tiếp cái bài này. Để cho các bạn xem một số những cái cảnh ở trên tôi đã nhỉ. Con gà này, con chim đấy các bạn. Nhà tôi thì như này, cao lắm. Đây. Rồi. Thật ra thì tôi có đọc được khá nhiều những cái bình luận. Nói chung là có khá nhiều những cái bình luận khác nhau. Đấy, có những cái cô chú thì muốn mình quay một số những cảnh ở địa phương, hay là gọi là cái cảnh sinh hoạt gia đình mình ấy, quay lên đưa lên YouTube. Tuy nhiên rằng mình chưa làm được. Và có một số anh em thì lại bảo mình nói dài dòng. Đấy, nói dài dòng quá, không muốn xem những cảnh đấy và chỉ muốn tập trung vào thuốc. Thì thật ra thì mình cũng tiếp thu và xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì mình muốn trong những cái clip của mình thì tại vì là mình cũng không có cái kịch bản sẵn, cho nên là có thể là trong cái quá trình mình nói thì nó sẽ lan man, dàn trải thế này thế kia. Nên là mong tất cả các bác thông cảm. Vì là mình cũng gọi là đặc thù là mình là người địa phương. Đấy, mình người địa phương cho nên là cái quá trình thuyết trình của mình thì cũng không được tốt. Đấy, mình phải công nhận một điều rằng là cái quá trình, cái sự thuyết trình, thuyết minh của mình nó không được tốt, không được chân chu như những người khác. Đấy là những cái hạn chế của mình cũng chấp nhận. Tuy nhiên rằng là với tất cả cái tâm huyết mình muốn gửi đến tất cả các bạn, đấy chính là những cái bài thuốc quý mà người địa phương ở trên mình hay dùng ấy. Người Dao mình thì thật sự là có khá nhiều là những cái bài thuốc mà có thể là những cái dân tộc khác không có. Nên là trong quá trình đấy thì các bạn thông cảm cho mình. Đấy. Thôi, lại nói lan man dài dòng rồi. Đây, các bạn. Đây là một cái mẹt đựng những cái bài thuốc này. Đây chính là cái cây tắc kè đá đây các bạn. Đấy, cây tắc kè đá. Và nếu mà các bạn nhìn ở đây không rõ thì các bạn có thể vào trên mạng các bạn xem là cây tắc kè đá nó như thế nào. Đấy, tại vì là ở trên tôi thì dùng cái cây này để mà bổ thận, chữa cái bệnh đau lưng ấy, do cái thận hư này, với lại cái bệnh ù tai, với lại những cái bệnh xương khớp. Đấy, bệnh xương khớp thì chúng tôi hay dùng cái cây tắc kè đá này. Người ta còn gọi là cốt tái bổ đấy. Là địa phương chúng tôi gọi cái cây này là cây nhè quề, hay là cây đạn chì đấy. Đó, nhè quề hoặc là đạn chì. Đấy là hai cái tên mà địa phương tôi gọi cái cây này nhé các bạn. Vâng, thì cái cây này để mà sử dụng được nó thì chúng ta phải cạo hết những cái lớp lông của nó này các bạn này. Đây, tôi tìm một cái cây mà nó có lông ấy. Đây các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là cái cây này nó có lông này. Đấy, nó có những cái lông này thì mình sẽ cạo hết đi nha các bạn. Đấy, mình cạo hết lông đi xong là mình thái mỏng ra đem phơi khô. Đấy, phơi khô. Hoặc là chúng ta sao khô cũng được. Sao khô hoặc phơi khô cũng được. Rồi chúng ta dùng dần. Đấy là những cái trường hợp mà giả dụ như là bị thận hư, chúng ta đau lưng, mỏi gối các loại ấy, thì chúng ta dùng phơi khô. Hoặc là những cái trứng mà chúng ta bị ù tai ấy, chúng ta bị ù tai, hoặc là
cái trường hợp mà bị tiêu chảy nhé các bạn, những cái trường hợp mà bị tiêu chảy do cái thận hư ấy, thì chúng ta cũng dùng cái cây này. Chúng ta tất cả mọi cái chúng ta đem phơi khô hoặc là sao khô đấy, hoặc là sấy khô rồi chúng ta dùng dần. Tại vì là những cái này thì ở trên tôi thì có đấy, một số địa phương thì có thể có rất là nhiều, tuy nhiên rằng thì một số địa phương lại tìm không thấy chẳng hạn. Ở dưới thành phố chẳng hạn thì không có những cái cây này, cho nên là nếu mà gặp ở đâu đó có cái cây thuốc này thì chúng ta mua về xong là phơi khô, chúng ta cắt ra, thái ra, phơi khô rồi dùng dần, nó sẽ hiệu quả. Còn chỗ nào mà có sẵn thì chúng ta cũng có thể dùng tươi cũng được, nhưng mà dùng tươi là cho những cái trường hợp mà ví dụ như là chúng ta bị gãy xương đấy các bạn, gãy xương kín ấy, gãy ở bên trong ấy, còn gãy xương hở bên ngoài thì chúng ta tuyệt đối chúng ta không dùng cái cây này. Đó, đấy là một cái mà tôi muốn nói với các bạn. Đây là chị cái về cái điều trị mà cái chứng xương xương khớp mà đau ấy, thì chúng ta cũng thái phơi rồi chúng ta sắc uống. Đấy, cái cây này này, cây chúng ta sắc uống. Bây giờ thì tôi sẽ đi vào sâu hơn để cho các bạn biết rõ hơn. Đấy, cái cây này thì nó mọc hoang rất là nhiều ở những cái vách đá các bạn, hoặc là ở trên thân cây ấy, thân cây hoặc là những cái vách đá, hoặc là dọc những cái con suối, nó có khá là nhiều. Nó mọc bò mà, nó mọc bò xong là nó có rất là nhiều lông nhé các bạn, có rất là nhiều lông, nên là đòi hỏi chúng ta phải cạo thật sạch đây này. Đây là tôi đã yêu cầu người ta cạo sạch rồi. Đây, tôi đã yêu cầu người ta cạo sạch hết cho tôi rồi. Và cái này thì chúng ta hái về thì chúng ta rửa sạch nhé các bạn. Chúng ta cạo sạch lông này, rồi rửa thật sạch cái đất cát, cắt bỏ cái lá của nó đây, đã cắt bỏ rồi, mấy nữa tôi sẽ rửa sạch. Xong là chúng ta phơi khô, chúng ta phơi khô rồi dùng dần. Đó, phơi khô dùng dần. Và cái này thì tôi nói lại này, cái cây này thì nó có cái tác dụng là bổ thận này. Đấy, bổ thận, điều trị cái chứng ù tai này, tiêu chảy do cái thận hư này. Và cái trường hợp mà bị đau xương này, chúng ta làm cái thuốc để mà sát trùng này, chúng ta cũng dùng cái này. Và điều trị cái bệnh nhân bị dập xương và hở xương kín ấy, thì chúng ta dùng cái này. Và đau xương này, bong gân này, sai khớp đấy, ù tai, chúng ta dùng cái này. Và một cái đặc biệt lưu ý là cái cây này thì các bạn tuyệt đối những cái trường hợp mà chúng ta bị âm hư, huyết hư thì chúng ta không dùng cái cây này nhé các bạn. Đó, đấy là một số cái tôi muốn nói với các bạn. Và những cái trường hợp mà chúng ta bị thận hư này, cái chức năng thận của chúng ta bị yếu ấy, và còn tức là nó có cái biểu hiện như là bị đau lưng này, ù tai, bị điếc, thì chúng ta không dùng chúng ta dùng cái cây này. Và những cái người mà bị chảy máu chân răng ấy, miệng hôi, thì chúng ta cũng dùng cái cây này các bạn này. Đấy, thật sự là cây này nó có rất là nhiều công dụng tuyệt vời các bạn. Và khi mà dùng ấy các bạn, khi mà dùng thì nếu mà chúng ta cái thứ nhất, nếu mà trường hợp mà chúng ta bị đau, chúng ta bị gãy xương ở bên trong, thì chúng ta lấy những cái cây tươi này, chúng ta lấy cây tươi xong là rửa thật sạch, cạo bỏ hết cái lớp lông đi, rồi chúng ta giã nát nó đi, xong là chúng ta cho vào đây, cho vào cái chỗ mà chúng ta, cái chỗ mà bị gãy xương ấy, đấy, chúng ta bó chỗ gãy xương, thì một thời gian chúng ta dùng tích cực nha, hai lần một ngày, chúng ta cứ thay như thế hai lần trên một ngày, chúng ta thay cứ khoảng một tuần chẳng hạn, đấy, một tuần đến hai tuần thì nó sẽ cho chúng ta cái hiệu quả chúng ta rất là bất ngờ. Đấy, cái này là nhanh liền xương rất là tốt đấy các bạn. Và một cái nếu mà dùng tươi thì nó không có liều lượng các bạn, chúng ta có thể dùng nhiều hay dùng ít. Đấy, chỗ chúng ta dùng có nhiều thì chúng ta dùng nhiều, có ít thì chúng ta dùng ít. Đấy,
Và một cái nữa, nếu mà chúng ta bị những cái chứng là thận hư, đau lưng, mỏi gối, ù tai, bị điếc các kiểu thì chúng ta sẽ thái da phơi khô nhé các bạn. Thái da phơi khô rồi chúng ta dùng dần. Đây là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến các bạn. Chắc chắn rằng những cái thông tin này nó sẽ còn thiếu rất là nhiều, tại vì là chúng tôi dùng như thế thôi. Còn ngoài ra thì có thể là những cái địa phương khác họ lại dùng để làm những cái bài thuốc khác chứ những cái bệnh khác thì tôi cũng không rõ. Nên tôi nói đứng trên cái góc độ người địa phương, người dân tộc chúng tôi hay dùng như vậy. Thì đấy là một số cái thông tin tôi muốn gửi gắm đến tất cả các bạn. Nếu mà các bạn hoặc là địa phương các bạn hoặc là có cô bác nhất là các bác ấy, các bác người già người lớn tuổi ấy, đã từng dùng cái cây thuốc này và có những nó cái hiệu quả của nó như thế nào và nó có tác dụng ra làm sao thì mong sao tất cả mọi người cho mình một số những cái dòng nhận xét ở phía dưới cái clip này để cho mình được biết hơn nữa về thêm nhiều cái công dụng hơn nữa về cây thuốc này đấy. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng là cái clip này là một cái clip nó có ích đấy, nó có ích và nó là một số những cái thông tin giúp được cho mọi người cái phần nào đấy. Giả dụ như mà không may chúng ta bị gãy xương chẳng hạn, chúng ta không biết là lấy cái bài thuốc, lấy cái cây thuốc nào để mà bó đắp cho nó nhanh liền xương, thì các bạn biết chắc một điều rằng là khi mà xem cái video này thì chúng ta biết được cây cốt toái bổ này đấy, cái tắc kè đá này có tên gọi là cốt toái bổ. Tại tại sao lại có cốt toái bổ? Tại vì là đây là nó bổ xương khớp mà, cốt là xương mà đấy, nên là chúng ta khi mà xem cái clip này rồi thì chắc chắn là chúng ta sẽ biết được cái bài thuốc này nó sẽ giúp chúng ta trong việc chữa liền xương rất tốt và bổ thận đấy, trị những cái chứng mà thận thận hư đấy. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Nếu mà các bạn thấy cái clip này hay thì vui lòng để lại cho tôi một like và một số những cái dòng bình luận ở phía dưới. Đồng thời đừng quên nhấn nút là chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và sau này mình sẽ ra những cái clip mà về những cái bài thuốc ở trên địa phương mình cho toàn thể các bạn cùng biết để cùng tham khảo. Và tôi cũng không hy vọng là các bạn áp dụng theo tôi đâu. Đấy, tôi chỉ hy vọng đây là những cái thông tin để cho các bạn tham khảo nhiều hơn. Còn nếu mà các bạn áp dụng thì nó cũng được. Đấy, tôi khẳng định là nó cũng được. Tại vì là chúng tôi đã dùng rồi, những cái kinh nghiệm dân gian chúng tôi đã dùng. Nên là tôi muốn đưa đến những cái thông tin này để cho các bạn biết thôi. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu hay thì vui lòng bấm like và chia sẻ hộ tôi. Xin cảm ơn.